Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Thông Điệp Vàng nhé. Hiện tại ngay lúc này thì em đang đỗ xe tại trước cổng công ty taxi Thái Nguyên mọi người ạ. Hôm nay là công ty gọi lên là để kiểm tra lại cái đồng hồ tính cước tiền và dán lại cái tem mới để cái đồng hồ nó có giá trị và có hiệu lực ấy. Thì bây giờ em sẽ đi vào trong văn phòng để làm cái giấy ra để dán tem mọi người ạ. Mọi người cùng theo dõi video clip này, đi vào bên trong công ty em xem em dán tem đồng hồ như nào nhé. Em đang có mặt tại văn phòng taxi Thái Nguyên mọi người ạ. Làm giấy tờ để ra kẹp lại cái dán lại cái tem của đồng hồ ấy. Đấy, em vừa mới nộp tiền cho chị kế toán xong mọi người ạ. Thì sau khi nộp cái tiền mà dán tem thì là công ty phát cho một cái tờ phiếu như này, có dấu đỏ của công ty và viết cái biển số xe của mình ra, sau nhân viên dán tem sẽ dán cho mình. Thì đây là toàn bộ cái cảnh ở công ty em này mọi người này, nghe rất chi là nhiều xe đến đây để dán tem ấy. Thì những cái xe hôm nay mà đến đây dán tem thì đều là những cái xe mà tem đồng hồ đã bị hết hạn đi, thì hôm nay nó dán lại tem mới đấy mọi người ạ. Hôm nay rất chi là nhiều xe đến để dán lại tem. Ở trong sân này một số xe đỗ chật rồi. Đây là anh em nhân viên lái xe của hãng đấy mọi người nhé. Xe đỗ ngoài rìa cổng công ty. Anh nhân viên anh đang dán tem đồng hồ này. Lùi nhìn đằng sau kìa. Rồi thẳng lái đi, lùi đi. Nhìn cam đây, vẫn đang nhìn cam đây. Ôi giời, thẳng lái đi. Hôm nay là dán lại tem à các chú? Dán lại tem đồng hồ. Có mất tiền không anh? Có mất. Và trong văn phòng đi nộp tiền đi, xong mang cái giấy phiếu ra đây để dán lại tem nhé. Anh nhân viên kỹ thuật đang dán tem đồng hồ mọi người ạ. Đây là trong sân của công ty em ấy, bây giờ là vẫn còn rất nhiều xe đang chờ để dán tem đồng hồ ấy mọi người ạ. Thì trong cái lúc chờ đợi ấy, thì em ra cái xe của em sẽ tháo cái vỏ hộp đồng hồ này ra trước này. Đấy, tháo cái vỏ hộp này ra trước để sau cái anh nhân viên anh ra là anh chỉ việc dán tem vào thôi. Đấy, thay vào, bỏ cái tem này đi, tem này nó hết hạn này. Tem này từ tháng 6 năm 2019 thì bây giờ là tháng 11 rồi. Đấy, thì hôm nay là sẽ dán cái tem mới. Thì trong cái lúc chờ đợi ấy, để đỡ tốn thời gian hơn thì em sẽ phải tháo nhấc cái hộp này ra, xoáy ốc để tháo nhấc cái hộp này ra. Sau đó anh nhân viên ra anh chỉ việc dán tem thôi mọi người ạ. Bây giờ em sẽ tháo hộp đây. Đấy, em tháo bốn cái con ốc này ra này mọi người. Bốn con ốc ở bốn rìa này ra ấy. Thì sau khi mà tháo được ốc ra thì nhấc cái vỏ hộp này ra là đồng hồ nó còn trơ trụi như này này. Thì chốc nữa ra là chỉ việc dán cái tem vào đây thôi. Tem 3M rồi. Kiếm em đi đâu. Đấy, quy trình dán tem. 22 bao nhiêu? 22200. Dán bao nhiêu? 266. Để anh nhận lên. Rồi, ok. Thế này có phải dán này kẹp trì không anh? Kiểm tra xem nào. Thôi đi đi, công an bắt thì về đây giám đốc này trả tiền, nhưng sao mà sợ. Đây là quy trình đã dán tem kẹp và gắn tem đồng hồ xong rồi mọi người ạ. Tem là tháng 11 năm 2020 nhé. Anh ơi. Sau khi mà dán lại tem xong thì bây giờ em lại đóng cái hộp này vào này mọi người này. Đóng hộp này vào, xoay ốc vào là xong đấy nhé.
Đấy, mọi người giờ là em tự em lại xoáy cái hộp đồng hồ này vào mọi người. Đây, lấy ốc mấy túi để xoáy vào đây. Sau khi mà xoáy ốc vào cái hộp đồng hồ xong thì bây giờ em mang em trả cái tu vít này mọi người ạ. Thì lý do mà phải dán lại cái tem đồng hồ ấy thì là để cái đồng hồ nó có giá trị hiệu lực. Tức là nó có cái giá trị hiệu lực mà khi mà mình đi mình chở khách ấy, thì mình bật đồng hồ lên thì cái tem này là tem đã được kiểm định rồi ấy. Cái đồng hồ đã được kiểm định rồi. Rồi, ok. Đấy, họ vừa lấy cái tô vít rồi mọi người ạ. Thì này, em nói lại là cái dán tem này là cái tem để nó có cái đồng hồ nó có giá trị, có hiệu lực. Thì khi mà khách hàng lên xe thì mình bật cái đồng hồ lên, hoặc là đi đường ấy, mình chở khách mà thanh tra người ta có kiểm tra mình thì cái đồng hồ này người ta xem cái tem còn giá trị còn hiệu lực không ấy. Thì hôm nay em dán cái tem này là tem mới, thì tem là từ tháng 11 đến năm 2020 cơ, được 1 năm mọi người ạ. Đấy, vậy thì cái video này em xin được kết thúc tại đây nhé. Hẹn mọi người video sau tiếp theo của em nhé. Mọi người xem video nếu thấy video của em hay mà hữu ích thì hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Còn bây giờ xin chào và tạm biệt mọi người.